Sáng nay, Bộ Y tế đã công bố một ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội. Đó là một phụ nữ 33 tuổi, sống tại số 8 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Và điều khiến cho dư luận chú ý là lịch trình của ca mắc mới này rất phức tạp. Trong vòng 9 ngày, bệnh nhân đã dự tới 7 cuộc liên hoan và tiếp xúc với rất nhiều người. Cụ thể, từ ngày 22 đến 25 tháng 7, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng với gia đình. Từ ngày 26 tháng 7, bệnh nhân và gia đình chủ động tự cách ly tại nhà. Đến ngày 31 tháng 7, thì bệnh nhân cùng với gia đình đi lấy mẫu test nhanh tại trạm y tế phường Phú Thượng và cả 4 người đều cho kết quả âm tính. Ngay ngày hôm sau, bệnh nhân đã đi làm trở lại. Tuy nhiên, do lãnh đạo của công ty đã về Đài Loan chưa trở lại Việt Nam nên bệnh nhân không tiếp xúc với ai tại văn phòng. Và đáng chú ý là từ ngày 8 cho đến ngày 16 tháng 8 thì trong vòng 9 ngày, bệnh nhân đã tham gia tới 7 cuộc liên hoan cùng các bạn làm cùng công ty chồng tại các địa điểm khác nhau như là ở Xuân Đỉnh, Phú Thượng, quận Tây Hồ, Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Đội Cấn, quận Ba Đình. Và mỗi cuộc liên hoan thì có từ 8 đến 20 người tham dự. Đến ngày 17 tháng 8, sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Nhiều người thắc mắc là tại sao người phụ nữ này đi Đà Nẵng về nhưng không cách ly đủ 14 ngày mà tới ngày thứ 8 đã đi làm trở lại. Trước băn khoăn này, thì Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết là theo quy định, người này không tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 nên không thuộc diện cách ly bắt buộc. Với nữ bệnh nhân ở Hà Nội, nhân viên y tế chỉ khuyến cáo là tự cách ly tại nhà. Trường hợp này không có triệu chứng nhưng mang virus trong người. Người phụ nữ này không nhận biết được cơ thể phát bệnh khi nào. Chuyên môn dịch tễ gọi trường hợp này là người lành mang trùng. Quả thực là việc xét nghiệm test nhanh cho kết quả âm tính cũng khiến cho người phụ nữ này chủ quan và nghĩ rằng là mình không mắc COVID-19 nên đã đi khắp nơi và tiếp xúc với rất nhiều người. Điều đáng lo ngại là theo Sở Y tế Hà Nội, đến nay thành phố còn hơn 18.300 người chưa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Vì thế, Sở Y tế Hà Nội đề nghị những trường hợp trên cần đến ngay các điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn để được làm xét nghiệm. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu từ 0 giờ 19 tháng 8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện giãn cách khoảng cách cho khách tối thiểu là 1 mét, khuyến khích lắp thêm vách ngăn giữa các bàn, đo thân nhiệt, nhân viên phục vụ cũng phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ. Thưa quý vị, tại những nơi đang được xác định là ổ dịch, cần triển khai truy vết thật nhanh, xét nghiệm thật nhanh đối với ngay cả các ca là F2 chứ không chỉ là F1 như trước. Đây là một trong những chỉ đạo được Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 đưa ra nhằm sớm có thể phát hiện truy vết khoanh vùng các ổ dịch tại cộng đồng. Tại cuộc họp hôm nay, ngành y tế cho biết với các ổ dịch tại Hải Dương và Hà Nội chắc chắn sẽ còn tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc trong thời gian tới vì đã có sự lây nhiễm trong cộng đồng. Để ngăn chặn hiệu quả, cần truy vết và lấy mẫu thật nhanh. Trong đó, xét nghiệm COVID-19 cho cả các ca là F2. Ngành y tế cũng yêu cầu mở rộng lấy mẫu xét nghiệm ở những khu vực nghi ngờ như các bệnh viện, nhân viên y tế, bệnh nhân, khu vực phòng khám. Chúng tôi yêu cầu là kể cả F2 cũng tiến hành lấy mẫu làm xét nghiệm. Chứ không cần phải đợi tới khi mà cái ca F1 trở thành F0 thì chúng ta mới nâng lên thành F1 để chúng ta lấy mẫu, bởi vì đối với tình hình dịch Hải Dương chúng tôi nhận định nó lây nhiễm trong cộng đồng. Thế cho nên là chúng tôi cũng xác định là cần phải có mở rộng cái xét nghiệm ra, tập trung là truy vết thật nhanh, khoanh vùng thật nhanh, lấy mẫu thật nhanh và làm xét nghiệm thật nhanh. Thì chúng tôi cũng nhận định là có thể trong ngày tới sẽ có những cái ca mắc nữa. Đối với Hà Nội thì báo cáo chính là ngày hôm qua, ngày hôm nay ghi nhận thêm các ca mắc. Và ca mắc của Hà Nội là lẻ tẻ, và tất cả các ca mắc ở hiện nay cho chúng ta ở Việt Nam thì đều có cái liên quan tới cái ổ dịch của Đà Nẵng. Liên quan đến vấn đề vaccine COVID-19, các chuyên gia cho biết, cho dù là vaccine có hiệu quả và được tiêm ở nước ngoài, nhưng khi được đưa vào Việt Nam vẫn phải trải qua những bước thử nghiệm bắt buộc để đảm bảo an toàn trước khi tiêm trên diện rộng. Thời gian này phải mất ít nhất từ trên 6 tháng đến 1 năm. Một vaccine mà đã sử dụng ở nước ngoài và Việt Nam thì có lẽ ta cũng không phải làm các cái thử nghiệm ở trên thử nghiệm hoặc động vật, nhưng chắc chắn vẫn phải áp dụng trên người để chúng ta thử nghiệm tính an toàn và tính hiệu lực của cái tính sinh miễn dịch của vaccine đó. Và thời gian ấy, thì chúng tôi nghĩ phải mất trên 6 tháng mà đến 1 năm và thậm chí 1 vài năm.
Ban chỉ đạo nhận định trong thời gian tới có thể ghi nhận thêm những ca mắc mới ở các ổ dịch rải rác trong cộng đồng ở tất cả các địa phương chứ không chỉ ở những nơi có dịch, cần nâng cao mức cảnh báo trong cộng đồng cũng như triển khai các biện pháp quyết liệt hơn. Trong đó, đặc biệt kêu gọi người dân cần thực hiện cài đặt các ứng dụng truy vết như nCoV, Bluezone, bắt buộc đối với những người nhập cảnh, các ca F1, F2. Thời gian vừa qua, thì do một cái thực tế là chúng ta kiểm soát được bệnh tốt dài ngày, cho nên có tâm lý lơi lỏng. Và bây giờ là lúc chúng ta phải nhìn vào thực tế là bệnh dịch còn kéo dài. Ít nhất phải một năm nữa thì vaccine mới có thể đến mọi người, cho buộc chúng ta phải tăng cường các giải pháp để chung sống thực sự an toàn trong dịch bệnh. Vì cái dịch còn dài như vậy, thì chúng ta cũng phải làm mạnh hơn một số giải pháp kỹ thuật để nhằm xác định, định vị những người có nguy cơ và để phục vụ cái nhiệm vụ truy vết và thực hiện cái chiến lược xét nghiệm hiệu quả tiết kiệm. Ban chỉ đạo cũng cho biết hiện việc lấy mẫu xét nghiệm không được triển khai dịch vụ thu tiền vì không thể đảm bảo được sinh phẩm để xét nghiệm cho tất cả mọi người dân. Vì vậy, việc này chỉ được thực hiện đối với những người có nguy cơ. Sau 2 ca lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu các sở ngành liên quan và các địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo công điện, Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp tục quyết liệt công tác truyền thông, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng và chống dịch, đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng. Các trường hợp mắc bệnh mãn tính, người có nguy cơ cao, người cao tuổi không đi ra ngoài khi không thật cần thiết, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Khi có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi phải đến ngay các cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Theo công điện, các nhà hàng ăn uống, các quán cà phê từ 0 giờ đêm hôm nay thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1 mét, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi. Nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, thực hiện sát khuẩn tay, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 3 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Các bị can bao gồm Chen Xianfa, người Trung Quốc, Hồ Thị Thu Trinh, chú Quảng Nam và Huỳnh Ngọc Diễm, chú thành phố Đà Nẵng. Những đối tượng này bị truy tố về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Theo hồ sơ vụ án, ngày 11 tháng 7 vừa qua, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại ngôi nhà số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, phát hiện trong nhà có 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép, không có hộ chiếu, thị thực, không có thông tin xuất nhập cảnh trong hệ thống đang quản lý. Các đối tượng liên quan khai nhận đã liên hệ qua mạng WeChat với Hồ Thị Thu Trinh đang ở tại Đà Nẵng, hỏi thuê một căn nhà. Sau khi thống nhất, các đối tượng này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và lưu trú tại đây. Nhóm đối tượng này còn khai nhận đã từng 2 lần có hành vi tương tự vào năm 2019. Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận thêm 6 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 4 ca tại Đà Nẵng. Theo đó, 4 ca tại Đà Nẵng là ca bệnh 985 đến 988, độ tuổi từ 30 đến 65, gồm 1 ca là người chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca là tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường, quận Hải Châu, 1 ca tại quận Hải Châu, 1 ca tại quận Hòa Vang đang tiếp tục điều tra. 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là một bệnh nhân về từ Đài Loan và 1 ca về từ Guinea Xích Đạo. Cũng trong ngày hôm nay đã có 53 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã ghi nhận 989 ca mắc COVID-19, trong đó có 520 ca được chữa khỏi. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 509 ca. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ là vùng có đường bờ biển kéo dài. Người dân nơi đây hầu hết đều làm nghề dịch vụ du lịch và nghề biển. Khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 2 đã khiến đời sống kinh tế của người dân bị ảnh hưởng rất lớn. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất và phòng chống dịch bệnh, lực lượng bộ đội biên phòng tại đây đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong việc phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, ghi nhận tại tỉnh Quảng Bình. Với những buổi tuyên truyền lưu động như thế này của bộ đội biên phòng Quảng Bình đã giúp người dân vùng biển nơi đây nhận thức sâu hơn về sự nguy hiểm, nguy cơ lây lan của dịch COVID-19, qua đó làm thay đổi nếp sống, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Đội biên phòng đã là phát khẩu trang cho dân và tuyên truyền cho dân để dân biết cách phòng chống và là cách biết giữ gìn vệ sinh cho cả nhân và cho cả cộng đồng. Với ngư dân tham gia khai thác thủy hải sản trên biển, ít có điều kiện tiếp cận thông tin về dịch bệnh,
nên các đơn vị biên phòng phải tổ chức tuyên truyền trực tiếp trên sông, biển và khi các phương tiện ra vào cửa lạch. Đồng thời khuyến cáo bà con ngư dân không được cập mạn tàu thuyền lạ ngoại tỉnh, kê khai đầy đủ hành trình, sức khỏe y tế khi hoạt động ở các vùng biển, cảng, khu vực có dịch về để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ đội tuyên truyền thì anh em có vùng biển quê bằng nguy hiểm. Và có biển hàng chỉ cấp tàu. Rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang để tránh lây lan. Đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn hiểu và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đại dịch COVID, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh trong giai đoạn mới. Với phương châm mỗi cán bộ chiến sĩ là một tuyên truyền viên, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên cùng với hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã giúp người dân nâng cao nhận thức, góp phần cùng cả nước từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 nặng mắc nhiều bệnh lý nền, ngoài việc huy động sự trợ giúp từ các chuyên gia y tế đầu ngành, ngành y tế còn nhanh chóng củng cố thêm về máy móc và cơ sở vật chất để công tác điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 được hiệu quả nhất. Chỉ trong 2 ngày, các chuyên gia đã biến bệnh viện huyện thành cơ sở y tế hiện đại điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Câu chuyện này cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, một trong những chuyên gia vào hỗ trợ Đà Nẵng trong việc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 suốt thời gian qua. Cái cảm giác của tôi khi mà bước vào Bệnh viện Đà Nẵng thì tôi thấy là rất là ngổn ngang những cái công việc phải làm như là một chiến trường. Và rõ ràng để giải quyết một vấn đề chiến trường, và chiến trường đây là chiến trường chính, thì thực sự là tốn rất nhiều công sức. Chúng tôi được điều động vào trong Đà Nẵng và Quảng Nam theo cái chỉ đạo của Bộ Y tế. Tôi đã vào đây vào ngày 26 tháng 7. Tại cái thời điểm và những giờ phút đầu của vụ dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. Và từ cái thời điểm đó chúng tôi vào thì chúng tôi đã đi theo đoàn một cái team rất là lớn, gồm có các chuyên gia hàng đầu. Đầu tiên là chúng tôi đến thăm Bệnh viện Đa khoa ở đây, Bệnh viện Đà Nẵng, và chứng kiến hoạt động của bệnh viện sau khi bị phong tỏa. Cùng thời điểm đó thì chúng tôi cũng đi tiến hành khảo sát các bệnh viện dã chiến để xây dựng trở thành bệnh viện điều trị chuyên cho bệnh nhân dương tính COVID-19. Thì có 2 hệ thống bệnh viện ở Đà Nẵng chúng tôi đến thăm hỗ trợ, đó là Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Cái bệnh viện, cái trung tâm thứ 2 tôi đến đó là trung tâm Hòa Vang. Để xây dựng một bệnh viện dã chiến thì 2 bệnh viện này cần phải nâng cấp một cách toàn diện. Đầu tiên là phải nâng cấp cái hệ thống hồi sức cấp cứu. Mặc dù có các bệnh viện đều có cái cơ sở nhất định về hồi sức cấp cứu, tuy nhiên là về mặt cái hạ tầng nó còn rất là thiếu thốn và không đồng bộ. Ví dụ như là đơn giản nhất là để giải quyết cái vấn đề mà điều trị cho bệnh nhân COVID nặng thì hệ thống theo dõi trung tâm, hệ thống camera giám sát, rồi hệ thống khí là những cái hệ thống cơ bản cần phải triển khai. Thì chúng tôi đã đưa ra cái kiến nghị và cho triển khai ngay lập tức 2 cái bệnh viện này, thì trong vòng 2-3 ngày là cái hệ thống đó đã được hoàn thiện, đảm bảo có thể tiếp nhận được bệnh nhân COVID. Chúng tôi cũng đề xuất cái chủ trương là xây dựng cái trung tâm y tế Hòa Vang thành trung tâm lọc máu cho những bệnh nhân COVID dương tính chuyển ra từ bệnh viện Đà Nẵng. Và chỉ trong 2 ngày thì cái trung tâm đó được hình thành, với cái số giường đầu tiên là số máy đầu tiên là 10 máy, sau đó tiếp tục nâng cấp lên 16. Thì cái công tác chống nhiễm khuẩn là hết sức quan trọng. Chúng tôi có những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam vào giúp cho các bệnh viện đấy để hỗ trợ cho cái đội chống nhiễm khuẩn của bệnh viện và ban lãnh đạo của bệnh viện. Trong thời gian rất ngắn, toàn bộ tập thể nhân viên từ lãnh đạo cho đến bác sĩ điều dưỡng cho đến đội chống nhiễm khuẩn đều vào cuộc và triển khai một cách đồng bộ cả 2 bệnh viện. Trong thời gian chỉ dưới 1 tuần mà 2 bệnh viện đó sẵn sàng đã nhận được bệnh nhân dương tính, và tiếp tục cái số lượng tăng lên là như chúng ta đã thấy, bệnh viện trung tâm y tế Hòa Vang đã nhận tới 59 bệnh nhân dương tính. Rồi
bệnh viện phổi cũng nhận đến 60-70 bệnh nhân dương tính. Đấy là một con số rất là lớn để cho chúng ta thấy được cái hiệu quả cái việc triển khai hệ thống đó. Và ngay cả cái công tác vận chuyển từ cái bệnh viện rất là lớn của Đà Nẵng đến các bệnh viện khác cũng phải rất là an toàn, không thể để xảy ra trường hợp là chuyển đi trên đường là có vấn đề gì. Như vậy nó một số lượng bệnh nhân lớn như vậy, chuyển trong thời gian ngắn như vậy, với cái điều kiện mà khó khăn trong đại dịch có rất nhiều cái rào cản như vậy, nó đều được giải quyết trong thời gian ngắn, thì đó là một cái tôi đánh giá là một trong những cái thành công vô cùng to lớn trong đợt này.